Ok luôn em, chào mừng em bước channel nghỉ năm gamer của mình nha. Hiện tại thì anh em nhìn trên màn hình anh em thấy là một chiếc xe rất là đẹp, một chiếc xe đang chở một cái thùng remote rất là ngầu luôn. Bây giờ mình sẽ review bên ngoài trước nha cho anh em xem nha. Và đây là wow, đây là một cái xe mà nó có cái remote rất là dài anh em. Phía sau là một cái remote, để coi, một cái thùng container 20 feet này, với giờ lại một cái bình ga hóa lỏng. Là cái remote này nó cũng có 5 chân, và cái đầu xe đầu kéo nó có 2 chân nữa, là 5 là 7 chân anh em. Nhưng mà nhìn nó khá là dài nha, không biết là ra khỏi cái cổng này nó có vừa không anh em, thì lát mình xem nha. Thì đầu tiên mình sẽ review cho anh em xem. Nó có 3 phím này, nhưng mà mình xem cái đầu xe thì nó có gì nha. Thì hiện tại là xe này là xe Mercedes-Benz, và mình có dán cho nó một cái màu xanh rất là đẹp, màu xanh da trời nha. Và để coi, đóng cái cửa này lại đi. Rồi, có tài xế đang ngồi, đây là tay lái nghịch nha anh em, tay lái nghịch. Có nhiều anh em thích tay lái thuận, nhưng mà những cái xe này thì thường những cái bản mod này của những anh em ở bên Indo thì họ lái xe bên làng đường trái đi ngược chiều với Việt Nam mình, nhưng cho nên là không thể nào là mod mod cái vô lăng bên tay trái giống như mình được, cho nên là mình sẽ sử dụng cái tay lái nghịch. Đó là cái vấn đề mà mình không thể nào tránh khỏi. Và thùng xe, nói chung là thùng xe này nó rất là dài, và có thể nói là bình thường thì mình nghĩ chắc nó cũng ngang ngửa một cái cong 40 feet thôi, nhưng mà nó lại có thêm cái chốt phía sau đó, nó dài làm cho nó móc nó dài hơn đó, nó dài hơn anh em thấy không. Và để bấm phím số 1 nó có gì đặc biệt nha. Phím số 1 thì phím số 1 thì cái cửa tài xế bên đây, cửa tài xế bên thì của tài xế này. Rồi, cửa tài xế là bình thường rồi. Phím số 2, phím số 2 có gì đặc biệt anh em? Mình chưa thấy cái gì đặc biệt nha. Phím số 2, anh em nhìn kỹ nha. Phím số 2 là nó thả cái chân chân đầu của cái remote xuống này đó, cái kiểu giống như là thả xuống để tháo rời cái remote ra. Và xem phím số 3 nó có gì. Còn phím số 3 có gì ạ? Mình chưa thấy điều gì anh em. Anh em nào thấy điều gì khác biệt không? Số 3 coi. Ủa, phím số 3 nó là cái chi. Tắt phím số 2. Số 3 đâu? Rồi, phím số 3 này là mình không không hiểu nó làm cái gì luôn anh em. Anh em nào thấy cái sự sắc khác biệt của phím số 3 này, comment dưới ở dưới video giúp mình đi. Rồi, nói chung là đại loại vậy đi. Còn bây giờ là việc bây giờ là của mình, là mình sẽ lái ra chỗ cái cổng này anh em. Cái cổng này nó rất là nhỏ đó, thì anh em xem video nhớ đăng ký kênh và like video giúp mình nha. Đăng ký kênh và nhấn thêm cái chuông nữa để nhận thông báo nha anh em. Còn bây giờ là mình sẽ lái ra cái khu vực này xem là nó có ra được không nha. Qua cái cổng này là nhìn nó nhỏ, nó khá là nhỏ này, để mình review cho nó rộng rộng đó. Không sao, góc này thì mình nghĩ nó sẽ ra được. Mình rất thích lái những chiếc xe nó dài như này anh em, nó cho mình những cái cách xử lý giống như là một cái trải nghiệm, giống như mình lái một chiếc xe mà càng khó xử lý thì mình lại càng thích, chứ không phải là mình thích những cái xe đơn nhỏ đâu. Mình rất thích lái những chiếc xe nó đồ sộ kiểu cỡ như thế này nè. Đó, ra đi cô. Rồi, tài xế. Khá đơn giản anh em. Nói chung là cái trình độ lái xe của mình nó cũng đâu có đến nỗi đâu đó, nhưng mà vẫn đảm bảo đi đúng cái làn đường của mình nha, đừng có ra xâm lấn quanh kia quá nha. Để coi cho nó, coi chỗ này đúng không, chỗ này đúng không, không được đúng nha. Ok,
Xử lý vậy là được mấy điểm anh em. Nói chung là cái thùng này là nó khá là dài nha, remote là nó dài nha, không phải thường nha anh em. Cho nên là phải nói là nó cũng khó, là nó khó xử lý chứ không phải là đơn giản. Cho nhưng mà ôi, game là dễ anh em. Ấy, nãy giờ mình lộn rồi. Mình lại đi vô cái làn đường ngược chiều, mình tưởng nó là cái làn đường của mình, nãy giờ mình cố gắng mình lái cho nó khó nữa chứ. Trời ơi, thiệt là chọn cái khó để làm thôi anh em. Ok rồi, trả đường lại cho cái ông anh kia. Từ từ, chia xe lại đi. Trả cái đường lại cho ông. Rồi, yeah, được rồi. Trời ơi, nãy giờ tưởng đâu là mình đi đúng cái làn đường của mình ráng mình không xâm phạm bên kia nữa chứ. Chứ nếu mà nãy giờ mà mình đi bên này là mình cua ra khá dễ đúng không em? Lại góc rất là rộng. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên cái chỗ bùng binh này, mình sẽ ôm cua cái chỗ bùng binh này, phía trên này nó có một cái bùng binh này. Rồi lên thôi anh em ơi. Đó. Bản mod thì mình để link tải với phần mô tả nha, anh em nhấp tải về nha. Đó, nhấp tải về và cùng trải nghiệm anh em. Nói chung là xe này thì khá là ngầu đó, mình thích những chiếc ngay ngầu như thế này này. Càng ngầu thì cho mình những cái trải nghiệm càng thích thú về những cái gọi là thích thể hiện sức mạnh của những chiếc xe đồ sộ anh em nhìn thấy không? Đây là một cái bùng binh cũng khá là đẹp luôn. Ô, trời ơi, mãi nói chuyện mà câm vô cái cục điện lên em. Và để mà gia cái xe này thì nó cũng không có đơn giản nha anh em, rất là khó luôn á. Mình có cảm giác đây là cái remote mà nó ghép chung anh em. Đây này, cái remote này nó ghép chung hai cái nó ghép rời với nhau vậy đó. Đó, nhưng mà không sao, bây giờ cứ lái thôi. Ồ, nó hướng dẫn mình đi ngược chiều lại anh em, nó hướng dẫn mình phải đi theo cái bùng binh này này. Khoan, tướng là làm một tấm hình về cái bùng binh này coi anh em, đẹp quá. Wow, cái bùng binh này đẹp quá vậy, làm tấm coi cao cao lên xíu này. Đó, cái bộ mặt nó qua đây xíu vậy, lái qua đây để mình lái cái đầu xe nó qua đây xíu anh em, để cho nhìn cái mặt của nó đó. Ok, giờ đủ ngầu rồi anh em. Đó, ok. Trời ơi, cái ông xe gì phía sau kia, ông bóp còi kìa. Ok, đợi xíu, mình đang tự sướng xíu đã. Rồi, tiếp tục lên đường thôi chứ ông kêu quá. Ok anh ơi, em chụp hình xong rồi. Mình sẽ view cao lên cho anh em xem cái chỗ công viên này, khá là đẹp luôn. Đó. Nói chung mình rất thích cái thành phố Malang này anh em. Thành phố Malang này cho mình cái trải nghiệm là rất là rộng về cái diện tích này, và rất là nhiều cái mới, đường rộng mới này, rồi xe nó cũng wow. Xe nó đi lên cái đường, anh em thấy nó có những cái vết hàn trên cái đường không? Đó, cái vết hàn trên cái đường nhựa, giống như là đây là cái đường mà đường xi măng hay là đường đất hay là cái đường tạm gì đó anh em, đường đá cuội đó. Thường thì những cái đường đá cuội thì mình cũng thấy những cái wow, từ từ nha. Chỗ đây nó có cái điều đặc biệt này. Để mình xe mình vào thử trong này nó có được không nha. Không, cái chỗ đó nó rất là nhỏ, mình nghĩ là lái nó không vô đâu, nhưng mà thử 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 xử lý thử như nào. Trời ơi, cái mod này nó khó lắm nha anh em. Mod này nó là cái trình chữ S á. Trời ơi, xe này là xe cực kỳ khó luôn. Thôi, trời ơi, coi chạy đồng rắn lên mây qua chỗ này coi, đồng rắn qua chỗ này coi được không. Ồ, mình nghĩ chắc được á. Rồng rắn lên, rồng rắn lên. Đó, rồi quay lại, mình sẽ vào cái con đường cái thử đường anh em, thấy nó cũng khá là hay. Để coi đây. Đó, từ 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 từ.
Dạ ra, cô ra, cô ra. Và chỗ này khó nha anh em. Mình rất thích xử lý chỗ này nè, từ từ dê đang xíu đã. Rồi, nhưng mà để coi cái phía trong này á, phía trong này rất khó nha anh em, để mình coi. Mình sẽ